Hôm nay chào Phương Hoa. Hôm nay mình bà con mình ở ngoài cũng chuẩn bị Tết, thì mình cũng nên tìm hiểu thử xem đó, những người đã vi phạm pháp luật thì khi họ bị quản thúc bởi pháp luật thì họ có được đón Tết như một phần nào đó cho nó ấm lòng của họ không ạ? Trong khi chờ mọi người vào thì mình mở để này cho mọi người xem nha. Chào anh bạn Đông Dân. Chào anh Thơ, chào mọi anh các anh chị em trên diễn đàn nha. Nhận như y như thần giao cách cảm vậy, mới chạy lên lấy cái tay me xuống là lỏng gậu vô liền luôn. Trời, đâu, chủ đề của mình hôm nay là nói về cái vấn đề mà cái nhân đạo của nhà nước mình đối với một số người tù, phải không? Đúng rồi, cái tính nhân văn nhân đạo của đối với những phạm nhân á, vi phạm pháp luật á. Thì bữa nay em vô hơi trễ, em cũng mới vô thôi, công chuyện mới xong chút xíu rồi ngồi uống nước trà rồi mới vô nè. Thì là mới cái nhìn thoáng qua được, tại vì cái đoạn đầu đó thấy mấy người mặc áo sọc, anh có chiếu cái like vậy phải không? Đúng rồi. Nó vừa chớp qua với em nhìn thấy cái tiêu đề anh đăng đó, phỏng đoán sơ sơ. Thì nói về cái trong nước mình á, thì mình dĩ nhiên là lên nói tốt cho cái chuyện mà cái xã hội mình đang sống rồi. Nhưng mà không, mình thật sự là mình không cần nói tốt, nói đúng sự thật thôi, tức là mình thấy như thế nào thì mình nói như thế thôi, chứ mình cũng chẳng cần thiết là phải nói tốt hay là nói quá gì cả. Đông Dương hình dung được không? Thấy sao đó vậy? Cái chuyện đó bình thường. Thì riêng em thì em thấy là quá nhân đạo. Cái luật của Việt Nam của mình đối với cái người phạm pháp, cái người phạm tội, quá nhân đạo. Không nói là nhân đạo nữa mà quá nhân đạo. Có thể nói là nhiều khi nó quá nhẹ, quá nhân đạo, cho nên thành ra rồi một số người họ phạm pháp đó, họ lờn, họ vẫn ngươi với cái pháp luật của mình. Họ vào tù ra tội là họ không có ngại. Họ xem là cái chuyện mà đi ở tù như là họ đi nghỉ dưỡng vậy thôi, chứ họ không sợ gì cả. Cái này có nè, tức là xin ngắt ngang luôn dân, cái tức là ở đây ở trong cái giới phạm nhân á, họ có cái câu chuyện, tức là gọi cái gì, gọi là tù chuyên nghiệp. Mà tù chuyên nghiệp ở đây sao, là tôi dẫn chứng ra từ việc cái trường hợp này ở gần chỗ tôi ở, tức là họ thích ở tù hơn ở ngoài, nhưng mà họ không cố tình phạm những cái gọi là những cái tội gọi là tội án nặng nha nông dân. Thí dụ họ ra họ cướp giật hay là cái gì đó để khai lệ vô tù, là vì sao? Bởi vì họ nhiều khi ở trong đó họ cảm thấy họ có cái gì đó, họ cảm thấy họ thoải mái hơn, giống như hồi nhiều khi họ cảm thấy họ quen cái cơm tù rồi, hiểu không? Đó, họ ra, thậm chí họ ra họ bảo họ về đây thì tức là giống như là họ cái mình không biết giải thích sao, mình nói thì họ hỏi thì họ nhiều khi có thể có gì đó họ giấu giếm, họ nói thật, nhưng họ bảo là thôi ra ngoài này ở chán quá. Có nhiều người nó quá vậy, nhiều trường hợp nó quá vậy. Ví dụ ba ở thời gian có bắt đầu cứ làm ba cái chuyện thì vào hoặc ra cho bắt vô tù ở lại,
làm như là quen quen cơm tù bỏ tay mà không thiệt. thay đổi cho nó, thay đổi không khí ha. Thì em ấy nói tiếp cái câu chuyện họ họ lờn đó, nhiều khi họ chả sợ ở tù là gì. Thì cái chỗ mà em nói là họ cái mình quá nhân đạo là nhân đạo thế nào. Việt Nam mình chúng ta một năm chúng ta có quá nhiều cái ngày lễ, mà hễ cứ mỗi một ngày lễ lớn mà chúng ta được nghỉ lễ đó là được ân xá, nghỉ lễ là tù nhân được ân xá. Đúng rồi, Hễ đúng cứ rồi, làm được giảm tốt án. đi, vô lao động, vô lao động cải tạo gì đó, thì mỗi một kỳ nghỉ lễ vậy cái là cán bộ quản giáo người ta chấm cái điểm cái người mà tham gia lao động cải tạo đó có thành tích tốt trong cái việc mà lắng nghe và thực hiện làm tốt những cái công việc ở trong đó. Người ta giáo dục, nói chung là người ta bắt buộc phải đi học tập lại đó, học tập cải tạo. Anh đã nó thấm nhuần được rồi, anh đã hiểu được, anh trở thành một cái con người gọi là có đủ cái khả năng để hòa nhập trở lại với xã hội, thì người ta chấm đủ điểm rồi cái là người ta dám giảm án cứ mỗi một năm một là một năm vậy đó, là giảm được bao nhiêu, mỗi năm giảm được bao nhiêu. Cuối cùng rồi cái người đó họ phạm tội họ ở không đủ ngày đủ tháng, không đủ như cái mức án mà họ đã kêu, tại vì người ta làm quá tốt cho nên được giảm vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi, xã đúng hội rồi. mình xã hội mình có cái chỗ cái là có công thì thưởng mà có tội thì trừng, kể cả cái người 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 phạm tội không có thưởng cái gì thì cũng được ân xá, không gọi là thưởng nhưng gọi là ân xá, cũng như là thưởng rồi, cho anh ra sớm hơn. Đúng rồi. Thì ở đây em có một cái địa phương em có cái sự vụ thế này. Cái năm đó là cái con đường ở quê em ta đang làm, mà lúc đó nó mới có đổ tới phần mà đá đá to to, mà không biết mình kêu Đã em ở bên chuyên học. nghiệp bên xây dựng Rồi không đã học á. không gọi đá học có nghĩa là đá mà thường thường mình xây nhà mình để ở dưới cái đế cái lỗ để mà mình đâm xuống mình đổ bẻ vào gà mình đổ cột lên á đó. Đó đá to thò thế đấy. Thì có mấy cái thằng gọi là trôi trôi hổ báo cáo trồn à, xóm trên với xóm dưới đây à, xóm trên với xóm dưới chơi nhau. Thì cái thằng xóm dưới nó đi lên xóm trên nó đi chợ, thì cái Chào thằng xóm luôn. trên thì nói chung là tụi nó là mắc me với nhau là cũng khá lâu, từ hồi thời còn 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 trẻ trâu cho đến khi mà lúc đó là có thằng đã cưới vợ còn có thằng thì chưa cưới vợ, mà nó vẫn còn 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 khịa với nhau hoài. Cứ thằng xóm dưới lên xóm trên là bị xóm trên bập, mà thằng xóm trên xuống xóm dưới bị xóm dưới bập, vậy thôi không nói Gọi nhiều chung cứ là ăn quán ăn tiệm gì đó nó ăn hay quán tiệm nhiều biết thì bữa đó cái ngày quyết định mà cũng hên cho số thằng nha, cái thằng này nó đi suy chợ nó bị kia chặn đường nóng lắm rồi, nó về được, nó về nó rủ hai ba thằng lên cũng phe của nó, trong số đó có một thằng đang mắc đi ruộng cho ông già kêu đi ruộng tát nước, mà nước lúa thì phải tát cho kịp chứ anh tát trễ là nó đâu có đạt vụ mùa, chỗ bông nó không được. Đây thằng đó là không được tham gia, còn mấy thằng còn lại đi theo lên trển tham gia, thì quýnh thằng kia té xuống, có một thằng nó lụm đá đó, đá đường đó, nó nện vô ngay ót cái một, nó nện cái một thằng kia giấy rột 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 Đi thằng luôn. đó vô hòm thằng đó vô hòm nằm rồi xong. Trời ở ở nhà thì ông già nó làm nó ma chôn, năm nay thì mồ cũng xanh cỏ rồi. Còn là mấy thằng còn lại dưới tuổi vị thành niên có, rồi thằng hai mấy tuổi có, thằng có vợ có con vợ mang bầu có, thì có nghĩa là tại trong nhóm ăn theo thì chia 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 đủ chia phần đủ hết. Thì trong số đó có thằng ở gần nhà em đây kêu án là 25 năm tù, lúc đó ị ta là 25 tuổi rồi, nó chết mẹ nhỏ rồi 25 tuổi mà kêu 25 năm tù ra thì 25 năm nữa thì 50 tuổi thì còn gì nữa cuộc đời. Thì rốt cuộc Là sao Tiến Mạnh, ý là Tiến Mạnh muốn 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 nói về vấn đề gì Tiến Mạnh? rốt cuộc là ở tù không bao nhiêu lâu hết, và bây giờ ảnh đã về trở về với gia đình, đã cưới vợ, năm nay con ảnh đã được đi học. Ê, năm nay ảnh chưa có chưa được 40 tuổi đâu. Ê, cho nên em nói cái nhân đạo này đó là một cái hay, để mà
mà con người ta vô tù người ta có thể là sửa đổi, có thể là làm tốt để quay về hòa nhập với cộng đồng. Đất nước mình luôn muốn người dân mình lúc nào cũng là tất cả là những người công dân tốt nó, cho nên cho con đường để quay trở về để hòa nhập với cộng đồng. Chứ còn em nói như một số nước tư bản khác á, thì đã vô tù phạm tội giết người thì gọi nằm mơ mà quay về với cộng đồng với gia đình, về cũng không ai tiếp nhận hết trơn. Lúc đó ra ngoài ở vô gia cư homeless rồi xong. Đó giờ dưới này chị cao vô phải không? Chưa Chưa hả? bà, nãy bà lặn vô xíu bà chạy đi đâu rồi bà, đó là cứ chạy vòng vòng vậy đó, là như ra nhảy vô Cho liên nên là tục rồi. cái em thấy là người thật việc thật tại nơi em ở, tại nơi em ở, tại đây luôn. Đấy. Còn cái anh mà cái anh mà trong cái nhóm đó đó, mà cái anh mà có vợ vợ đang mang bầu đó, thì rốt cuộc thì cũng đau thương, cũng tội nghiệp. Khi ảnh đi tù rồi thì vợ ở nhà cũng buồn vui lẫn lộn, sau đó vợ chồng cũng mỗi đứa một nơi. Tại vì thí dụ như chồng mà đi chiến tranh hay là chồng đi 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 bộ đội hay là đi làm cái gì đó thì có một cái lý để ở nhà, mà con vợ nó chờ. Đằng này chồng nó ở tù, mà nó ở tù với cái kiểu đi giết người, bà ơi nó đâu có chờ. Nó tù kiểu đó giết người ở tù thì thôi, ở ngoài nó đi kiếm nước khang khác, nó cũng tính đó. Nó cũng tính là ngày ở tù chắc không xong rồi, đợi ngày về chắc hết hạn sử dụng rồi, cho nên là nó bỏ luôn lấy chồng khác. JB Nguyễn Hữu Vinh là ai vậy Tiến Mạnh? Thì thật sự tôi nói thật, thật sự tôi không biết cái tên này. Bạn có thể bạn lên bạn chia sẻ được không? Tiến Mạnh, xin xin mời bạn, bạn có thể bạn lên chia sẻ về từ. Tôi nói thật á, tôi không biết cái JB Nguyễn Hữu Vinh là ai. Nói tiếp đi Nông Dân. Thì hôm nay cái chủ đề mình nói về cái nhân đạo trong cái địa phương, trong cái xã hội của mình, trong cái luật pháp của Việt Nam mình, từ cái chỗ nhân đạo đó đó cho nên dẫn tới một số cái hình phạt khác, kể cả tử tù, kể cả gọi là phạm tội giết người đó mà còn ân xá, thì những cái tội mà nó chưa đến nỗi là phải là cái tội giết người, cái tội sát nhân, thì người ta còn xử nhẹ hơn nữa. Từ Không, cái tội tội giết xử người, nhẹ tội hơn nữa, à, tội giết người chứ phải là án tử hình đúng không? Quên. Tội giết người, cái này ông này ông chỉ tội giết người ở tù thôi, chứ em thì không, ông này không có bị tử hình đó. Ý em nói á, cái tội mà đã phạm tội sát nhân rồi, giết người rồi mà người ta còn xử nhẹ để cho mà án khoan hồng, để sớm về với gia đình đấy. Vậy thì những cái tội mà lặt vặt vãnh nhỏ 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 hơn nữa đó. Ví dụ như mấy thằng mà tối ngày lên nó xàm xàm, nó chửi xàm xàm, cũng chẳng có cái chứng cứ, chẳng có cái nguồn gốc nào để truy ra nó được, thì nó cứ chửi, nó đâu có sợ. Chừng nào mà túm được cổ nó mới sợ, mà cho dù túm được cổ nó đi chăng nữa rồi á, cho nó vô trong tù ngồi ngồi cái nó ỷ lại đó, thì Việt Nam mình ân xá thì vô đó, dạ thưa cán bộ tại em lỡ ngu, em lỡ dại, dạ tại vì em hồi đó ba má em cho em ăn đi học mà em học dốt quá cho nên em nghỉ sớm, em không hiểu luật pháp cho nên em hơi bị sai thôi, cán bộ cho em ra tù. Nó ra tù xong chửi lại tiếp nữa, tiếp nữa bắt vô cũng thưa cán bộ tại vì em ngu quá, em học hoài em không thuộc, em không biết cho nên em phạm tội. Nó cứ bắt cóc bỏ dĩa hoài, nó giỡn ngươi kìa. Bạn nghe tiếng tiếng của em nói nghe hơi nhỏ hả? Hơi nhỏ, nghe rõ chưa? Nghe lớn chưa? Tại vì Từ để anh cái gắn từ anh đây. từ tôi gắn tai nghe thì tôi nghe rất rõ, nhưng mà ở khách mời dưới chắc có nhiều người họ nghe không rõ. Thì cái chỗ mà em nói nó qua cái lực của mình nó quá là nhân đạo. Cứ nghĩ là mình vô trong trại rồi mình giáo dục họ thời gian thì họ sẽ hiểu ra cái vấn đề để rồi mà họ sẽ không làm cái việc sai trái đó nữa. Nhưng mà có những con người là họ họ biết luật pháp của Việt Nam của mình nhân đạo, cho nên họ cứ giỡn người, họ cứ vô ở dài 3 tháng vậy đó. Ví dụ như có trường hợp thằng 7 tháng nó vô ở được về sớm hơn rồi xong rồi ra tiếp tục y chang vậy nữa, làm nữa đấy.
Cho dù là nó phạm nặng hơn đi chăng nữa, cái đầu cái nó la làng lên nhân quyền. Trời ơi, bây giờ là Việt Nam không có nhân quyền, bây giờ phải cho em đi sang Mỹ em mới có nhân quyền. Đó, xuất khẩu cho mày, đó, đi Mỹ đi. Đó. Mấy thằng gọi là bên kia nó gọi là tù nhân vô lương tâm gì đó. Thì tù nhân vô lương tâm thì cho mày đi đi con. Ở đây mấy thằng vô lương tâm không xài, xuất khẩu sang Mỹ. Xuất khẩu sang Mỹ lại cuối cùng người vô lương tâm nó vẫn cứ vô lương tâm, vẫn cứ mở máy lên là vẫn cứ la tiếp thế này thế nọ thế kia, luật pháp Việt Nam này nọ nọ kia ABC, luật pháp Việt Nam mà nó vô luật Mỹ mày chết cha mày rồi, lâu rồi. Luật pháp như bên Mỹ thì nó vô bùm xong khỏi nói nhiều. Ở bên Mỹ có thằng nào mà nó la làng đấy, nó làm gì đâu, làm đi làm đi, nó bùm từ thằng hết qua bển mà cộng đồng mình bị ăn hiếp còn không dám lên tiếng nữa. Về cứ canh vô canh me canh me vô Việt Nam la không à, canh me vô Việt Nam để mà nói, tại lực Việt Nam mình nhẹ. Nói em cũng hy vọng một ngày nào đó chính phủ của mình có một cái mức, có một cái khoản nào đó để quy định nặng hơn đối với những cái thằng mà nó chống phá lại chế độ của mình cho nó sợ. Chứ nhiều khi nó vi phạm xong rồi cái vô cái quản giáo này cho nó chừng vài tháng vài năm, nó những thằng vài năm thì xong rồi cho mày đi Mỹ luôn, cho mày đi Thái luôn, nó muốn đi đâu đi, nó thoải mái không, cho nên nó đâu có sợ. Thấy nông dân mới sao không? Tức là cái tôi nói chung là cái truyền thống của người Việt mình luôn, chứ không riêng gì về cái hiện tại bây giờ, là cái gì, cái tính nhân văn nhân đạo và cái tính giáo dục luôn đưa đi đầu. Giống như quay về đúng những câu chuyện đó. Câu chuyện lịch sử ngày xưa cũng vậy, mình đã từng học lịch sử có những câu chuyện, thí dụ kể cả đánh trận với ngoại bang, thí dụ như là bắt được người tướng này, bắt được tướng địch, tướng này tướng kia thì cũng có nhiều động thái là họ đâu có làm, họ cũng thả về, đúng không, hay là bị gì đó về ngoại giao họ cũng thả. Và kể cả như cái câu chuyện mà khi giải phóng đất nước cũng vậy, trước cái thời kỳ trước ngày 75 đi, tôi cho là cận ngày 30/4/1975 đi, thì có một câu chuyện là bên chế độ cũ họ tuyên truyền với người dân ở miền Nam Việt Nam á, là bỏ chạy đi, chứ nếu mà không lo chạy thì khi Việt Cộng họ vào họ sẽ thế này thế nọ, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là khi vào thì đâu có câu chuyện đó xảy ra. Và tôi nói điển hình như cá nhân gia đình tôi luôn đây nè, bố tôi là thiếu úy hay trung úy gì đó của Việt Nam Cộng Hòa, thì khi giải phóng vào thì cũng đâu có vấn đề gì, có ông có đi học tập cải tạo đâu được có mấy tháng á, thì sau đó về thì nhà nước mới đưa gia đình đi gọi là diện kinh tế mới ở dưới cái đất mà dưới khu vực Long Thành mà bây giờ gọi là sông Buông á, thì nó nếu mà hiện tại bây giờ là nó gần khu vực sân bay Long Thành á, thì cấp cho một cái mẫu đất gọi là mẫu Tây ngày đó, đó là không biết bao nhiêu, tôi không nhớ là bao nhiêu mét, bao nhiêu mét vuông, thì có lần bạn nào là tính ra là như 3.000 mấy mét vuông, 3.600 gì đó, không biết phải không, thì hồi đó là tính mẫu Tây bộ. À, tính theo mẫu Tây đó bộ. Thì đó là cấp cho mẫu đất, thì về đó là bọn mới là ở để mà gọi là định cư sinh sống, thì do một thời gian đó, thì dọn gia đình đông quá thì về. Tức là cái nhà ở trên thành phố Hồ Chí Minh á, thì do đó gọi là Sài Gòn á, vẫn còn. Thì gia đình thì cảm thấy không thích hợp với cuộc sống ở đó, thì mới về lại Sài Gòn ở. Mà miếng đất ở đó thì sau này không ở nữa, bán rẻ đi. Tự không ai coi mà. Bây giờ nhìn lại tiếc bỏ mẹ luôn. Bây giờ nhìn lại tiếc hồi hụi. Trong khi đất bây giờ nó là đất sân bay Long Thành, nông dân hiểu không? Thì cái đó nó lên cái gì? Cái đó nó lên rõ ràng là cái câu chuyện ở đây á, là mình nói là cái vấn đề mình nhân văn nhân đạo của chính quyền Việt Nam, là mình nói là mình nói thực tế, chứ mình không phải là mình ca hay là mình tụng hay là mình bưng bô gì cả. Bởi vì ở đây là chính gia đình tôi, lại là vào cái câu chuyện này đó, cho nên là tôi biết về vấn đề này, cho nên mình nói là mình có dẫn chứng, chứ không phải là mình khơi khơi mà mình dựng chuyện hay là mình bày vẽ ra, nó là như vậy. Thì em mới nói cái chuyện mà em kể về cái người mà ở tù ở địa phương em,
nó là người thật, việc thật, có thật. Em cũng nghĩ là lúc này ông mới bị kêu án thì em nghĩ là chết rồi, xong rồi. Lúc đó thì mình cũng chưa hiểu mấy về luật, mình cứ nghĩ là luật đã kêu vậy thì chết rồi, tiêu rồi. Nhưng mà không ngờ sau này ông về sớm mình mới giật mình. Thì ra là cũng có nhiều anh nhiều chú tao bàn bạc lên, tao nói giờ giờ ân xá đó mày ơi, ân xá mỗi năm mỗi kỳ rồi nữa, gia đình nó cũng mà gọi là cũng thương con, rồi xuống thăm lơm cũng động viên, nói là giờ gán làm tốt này nọ, anh chị em tao cũng có bỏ, tao thăm thường xuyên, tao cũng khuyên gan là nó giờ lỡ vậy thì thôi gán làm lại cuộc đời, rồi xong giờ về cũng cưới vợ ngon lành bình thường đó. Thì từ chỗ đó đó là cái luật của mình nó nhân đạo, nhân đạo từ xưa, mà cái truyền thống của mình giữ lại con người Việt Nam của mình tốt bụng, rất là tốt bụng luôn. Cái truyền thống đó được cái Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp thu và phát triển cho đến ngày nay luôn. Qua các em kể thêm cái chuyện này nữa đi, rồi rồi rồi, rồi em xuống Thoải mái đây đây em không bàn sao. lên. Là chuyện này á, là ở tại cũng tại địa phương em nữa, đó là chuyện có thật. Thì thử xem cái đội quân của cái chế độ cũ á, họ quản lý không sát sao, họ đã làm cho mất lòng dân, và cái sự tàn ác của cái quân quân ngụy xưa làm mất lòng dân. Họ không, họ nhân nhân đạo ở cái chỗ nào mà cái viên đạn đáng lẽ là họ nói là họ bảo vệ chính nghĩa quốc gia đúng không, vậy Rồi. mà họ nỡ lòng nào họ bắn vào một người dân vô tội. Trong cái bữa đó đó, cái câu chuyện đó, là những người họ đi lính đó, họ ôm súng cho Việt Nam Cộng Hòa, có người đó, là họ tình nguyện, có người họ bị bắt lính. Cho nên trong số lính đó đó có những người gọi là tay trong của phía bên đây đấy. Thì á, cái bữa đó trong những người đó đó, họ họ ngồi họ gác chốt, họ hết thuốc, họ mới xin cái anh bạn kế bên, mày cho tao điếu thuốc coi. Thằng kia nó nói mày bắn rớt cái thằng đang ngồi trên lưng trâu đó, tao cho mày một điếu. Thấy nó dã man không, chỉ vì một điếu thuốc thôi nó dám cá cược cuộc đời của người dân ta bằng một điếu thuốc. Thì một hai ba nó làm cái bùm nhỏ rớt xuống, thì cái ông mà cái ông chết đó, thì cũng là con của một bà cụ ở tại địa phương này đây. Thì cái sau trong cái câu chuyện đó, sao mà biết thằng đó nó bắn, trong cái đội đó nó canh gác có một người cũng vẫn là ôm súng đi theo vậy thôi, giống như kiểu mà chú Sưng nói số lính kiển đó, số lính kiển đem theo, nói chú cầm như lính kiển đem theo thôi chứ không biết gì hết chứ đấy. Thì có một vài anh lính kiển anh về nói đó, thằng nhỏ nó lại bị thằng đó bắn, tụi nó cá nhau bằng điếu thuốc đó. Câu chuyện đó sau này họ mới tải ra, họ mới nói rõ ràng bữa đó là do cái thằng lính nó gác chốt, nó bắn nhỏ tên Lương Châu rớt xuống. Vậy thầy thấy chế độ của nó nhân đạo không, nhân đạo chỗ nào, chỉ cần một điếu thuốc thôi, cá mày bắn rớt nhỏ trên Lương Châu đó là tao cho mày điếu thuốc, vậy thế là bắn. Cho nên cái sự mà cái nhân đạo, cái nhân quyền là từ ngày bắt đầu mầm mống của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó, là họ đã không làm được điều đó, không làm được điều đó. Trong khi bây giờ cộng sản chúng ta đã làm được, làm tốt, mà nó lại cứ quan quan là nó rêu rao nó kêu ca, thì thôi kệ mày cứ kêu ca đi, càng kêu ca thì càng tốt thôi. Thì nói chung là mình cũng theo theo em đó ha, em cũng chẳng có nặng tâm gì với những cái người mà họ họ xuyên tạc đâu, chẳng khác à, mày chỉ cho tao chỗ đó có gai tao tránh tao đi khỏi 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 sập thôi đó. Cũng cảm ơn đó, cảm ơn. Thì đem ra những cái gì mà bên đây làm chưa được, chỉ ra những cái gì mà thấy còn chưa tốt, thì từ từ ta làm tốt hơn. Đó. Cảm ơn những cái luận điệu mà đã chẻ xào rồi này nọ, nhưng mà điều xào vừa vừa phải phải thôi, xào quá ta nhìn ta cũng biết à, xào quá nát chứ. Rồi bây giờ em hỏi hỏi anh Chu Phan này, Chu Phan sẵn sàng chưa, cái có camera đó chưa, em xuống cái lên Chu Phan lên, hay là mời anh chị nào lên ha. Rồi, cảm ơn nông dân nhiều rồi nha. Rất rồi rồi là rồi thú vị. ừ.